Xin chào các bạn tiệm mèo sen nha. Các bạn ơi, hôm nay tiệm chúng mình về một siêu phẩm mọi người nha. Một siêu phẩm luôn mọi người ạ. Bởi vì là nó quá là chất lượng, quá là đẹp luôn. Thật sự là không có gì mà để mà bàn luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn luôn nha, mọi người xem và cảm nhận nha. Một chiếc mèo bi dưa, phải nói là đỉnh chóp mọi người ạ. Mọi người nhìn vằn nè. Nhất là mọi người nhìn vằn của bé nha. Vằn rất là rõ nét, rất là rõ nét và rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn mép, thứ hai mọi người nhìn mép rất là dày này, mắt màu rất là xinh nè, mũi hồng mặt cân nha. Mọi người nhìn chân của bé, nhìn chân của bé nha mọi người nha, chân rất là to. Như chân gấu luôn mọi người ạ, không khác gì cái cột đình luôn. Thật sự đây cứ phải gọi là siêu phẩm hết nước chấm nha mọi người nha. Mình không nói quá một tí nào. Ở ngoài bé sẽ đẹp hơn rất là nhiều mọi người nhá. Đẹp hơn rất là nhiều so với trên video luôn. Thật sự là lên video không thể nào mà tả hết được cái vẻ đẹp của bé luôn. Ôi xinh sao mà xinh dữ nha. Đây mọi người ơi, trộm vía lắm mọi người ạ. Rất là trộm vía. Bé mới có mấy? Bé mới có 4 tháng, hơn một chút thôi mà hơn 3 cân mọi người. Mọi người tin được không? Ôi form to xinh sắc này. Trời ơi, xem đón về làm trụ cột tương lai, là làm pet thì cũng quá là đỉnh luôn mọi người nhá. Tương lai là cứ phải 7, 8, 9 cân là chuyện bình thường nếu mà mọi người nuôi tốt nha. Ôi đẹp hết nước chấm thật sự luôn mọi người ạ. Em ơi sao mà em đẹp dã man vậy. Mọi người nhìn nè, lông rất là dày nha. Ôi mình khen bé thì chắc là phải khen cả ngày mất luôn mọi người ạ. Và mọi người nha, mình kết thúc video của bé đây. Hẹn cả nhà những video lần sau. Bye bye.